Úi thôi, thôi bột nát cái này. Chào anh chị, chào đến đây với em đó. Hàn đến với em đó, chúc sức khỏe mẹ nhá. Ừ, Hàn đó. Ừ, chân đi. Hàn biết đâu em ơi. Sức khỏe mọi người nhá. Đến cả nhà nhá, mà chập chéo gan nhá, cả nhà nhá, chập chéo gan. Ngon lắm. Thịt gà chấm chập chéo gan. Bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đây cả nhà ơi, hôm nay em lên nhà em xinh nhé cả nhà nhé, em xinh phấn. Hôm nay em mới nấu rượu cả nhà. Thấy em mới nấu rượu thì em sẽ lên quay chia sẻ với tất cả mọi người là cách nấu rượu của người Thái bọn em như nào ấy mọi người. Ở trên em thì ít mua nhé mọi người nhá, ít mua rượu ở chợ về uống. Tại vì là rượu ở chợ thì uống nó hay bị đau đầu ấy cả nhà. Em không biết tại sao, chắc là họ pha cồn các kiểu vào hay em cũng không biết nữa. Như ở trên bọn em thì ít mua mọi người ạ. Nhà nào cũng tự nấu để uống thôi ấy cả nhà. Đây, ruộng ở trên bọn em thì cũng nhiều cả nhà. Thì mỗi nhà cũng đủ ăn, nghĩa là gạo thóc thì cũng đủ ăn. Thì bọn em sẽ sát thóc ở nhà mình tự đi về nấu rượu uống cho cả nhà nhé. Là mong cô chú anh chị và các bạn ủng hộ em nhiều hơn là bằng cách đăng ký kênh, like, chia sẻ và đặt hàng giúp em nhé cả nhà nhé. Xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy xem hết video của em nhé. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Đây, nhà em xinh thì ở trên kia nhé mọi người nhé. Đi xuống nhà ông bà ở dưới này nấu. Tại vì nồi chung nhau ấy mọi người. Thì để nhà ông bà dưới này. Ôi, cầu này sợ lắm. Cầu tre. Ê, ông bà làm đũa đây cả nhà ơi, làm đũa bán. Đũa rất nhiều. Ôi rồi, chó. Chưa, em. Chào ông bà nhá. Đấy, ông bà làm đũa cả nhà. Đũa làm được nhiều chưa bà? Nhiều. Nhiều à? Mấy bao à ông Pau? Hai ba bao rồi. Hay trêu ông. Ba bao, bốn bao luôn á. Thế à? Nhiều ông đấy. Bà chuyên làm đũa cả nhà, đũa tre cho em hay gửi cho mọi người đấy. Đây ông bà làm suốt cả ngày cả đêm luôn. Làm bằng tay này cả nhà. Làm bằng tay để khi nào xong thì ấy nữa nhà bà nhà luộc đúng không? Ừ. Luộc xong phơi nắng nhá cả nhà nhá. Luộc xong phơi nắng. Mô
nhiều quá. Làm gì bà? Luộc xong làm gì? Phơi á? Phơi xong làm các loại. Làm cái gì đây? Để thêu khăn piêu cả nhà, khăn piêu người Thái bọn em đây. Lấy chồng thì phải có cái khăn piêu này nhá cả nhà nhá. Nhưng mà họ hàng bên chồng đông người thì phải có tầm 30 40 cái piêu này thì mới lấy chồng được. Em quay đũa cho mọi người xem nhá. Lèo ấy lá cơ ăn em. Thế nên đi. Đi không? Ăn xí tay đó. Đây bà đang làm bước đầu tiên là làm như này. Lên trên nhà quay cho mọi người xem đũa đã nhá. Mọi em. Tốt quá được quá rồi nè, hoa cuốn thế là cứ nè. Bảo ngăn to đã. Làm khăn piêu ở trên bọn em thì nếu mà ai làm nhanh thì 2-3 tháng mới xong một cái này đấy cả nhà. Ừ, em xinh nhỉ? Một tháng à? Em xinh làm nhanh thế à? Ngại thì 3-4 tháng, cả một năm. Chỉ thì một năm xong một cái thôi. Em xinh thì một tháng một cái. Chăm chỉ làm thì một tháng là xong. Còn ai không có thời gian để làm thì lâu cả nhà. Làm kỹ lắm. Thái bọn em là không có cái này là không lấy chồng được đâu. Bên này đấy là mình làm quà tặng cho bên nhà trai ấy mọi người. Đâu? Ôi dồi ôi, đây ông bà làm rất là được rất nhiều cho mọi người. 2 bao 3 bao luôn. 3 bao này làm. 3 bao này cuống đấy. Làm mấy ngày đấy bà? 3 bao 4 bao này mấy ngày là mới được 3 4 bao này đấy. Hơn tháng rồi đấy. Yeah. Khá vất vả đấy mọi người ạ. Làm cái này không đơn giản đâu. Đây ông bà đã buộc sẵn rồi này. Cái này là 10 đôi nhá mọi người nhá. Mỗi bó này là 10 đôi. Một chục đấy ạ. Đây là đũa tròn. Đây đũa tròn nhá cả nhà nhá. Đẹp lắm. Đây rất đẹp này. Mọi người cần đũa thì cứ gọi em. Nếu mà luộc ấy thì mình sẽ có lấy cây ấy, lấy cây gì có khác có cây của đó để luộc chống mọt nhá cả nhà nhá, không phải tẩm thuốc gì đâu. Cái này phải lá cây ấy, lấy lá cây ấy để luộc để chống mọt, chống mốc ấy cả nhà. Mình phải luộc như này, luộc thật kỹ đấy cả nhà, luộc rất là kỹ. Luộc kỹ tầm một đêm, một ngày một đêm, xong là phơi hẳn 5-6 ngày mới khô được. Phơi thật là khô. Xong mới ấy mọi người ạ, mới để bán được. Lấy đũa cho mình gửi cho mọi người là như này nhá. Mọi người yên tâm là không bị mọt, không bị mốc, không bị kể cả để 1 năm 2 năm thoải mái, không phải lo bị mọt nhá cả nhà nhá, tại vì bọn em đã làm kỹ hết rồi. Đây cả nhà ơi, chim con chim bồ câu nhỉ ông bà nhỉ? Chim bồ câu cả nhà. Ui đẹp lắm đây này, ông bà có 4 con. 4 con chim bồ câu đây đẹp lắm cả nhà ơi. Lúc mua là 150 một đôi thôi hả bà? Nuôi lớn thế này rồi. Ui đẹp nhỉ? Đẹp thế. Đẹp lắm mọi người ơi. Bồ câu. Chăn hình tẹp bữa nữa nọ. Ui, lai lường, lai lón khưởng. Ui, chăn hình tẹp bữa nữa này, khưởng này đấy, con này đẹp nhất này. Nó ăn cái gì, nó ăn thóc thế này à bà, ăn thóc thế này thôi à. Thóc ăn ngô. Ngô hạt ngô thế này nó cũng nuốt được à. Ui, đẹp lắm cả nhà. Chán thành tề rồi này, nhìn khay đi đi. Đây nồi rượu của em Sinh đây cả nhà ơi. Được chưa? Được nhiều chưa em Sinh? Được nhiều rồi. Ấy ra được một nửa rồi đây này.
rượu gạo nếp nhá cả nhà nhá, rượu gạo nếp. Còn em thì ở trên bọn em thì nấu uống thế này thôi. Từ sáng từ 6 giờ. Từ 6 giờ á? 6 giờ được hơn 10 lít rồi cả nhà. Cái này là lấy gạo ủ xong rồi lên men đúng không nhỉ? Em xin nhỉ. Thì mình sẽ tự nấu như thế này nhá mọi người nhá. Nấu uống như thế này. Uống thử xem nào, cho chị uống thử một tí xem nào. Rượu như rượu với em ngâm thuốc thì rượu này nhá cả nhà nhá. Rượu ngâm thuốc bốt từ ngọc cẩu ba kích các kiểu thì em lấy rượu này ấy. Rượu gạo này. Cũng không cần rượu nặng quá đâu, nếu mà ngâm rượu thì không cần rượu nặng quá đâu cả nhà, rượu bình thường thôi cũng được. Đâu cầm máy cho chị xem nào. Em sẽ thử nhá cả nhà nhá. Hết một nắp này là thôi nhá cả nhà nhá. Em sẽ thử rượu. Rượu vừa nấu xong. Nhưng mà nóng lắm rồi này. Ôi, ra đây ngồi đi. Hôm nay em ngồi đầu cả nhà. Quay mắt coi đi. Cháo đấy. Ui ôi, nóng quá. Em sẽ thử rượu sinh nấu. Như bọn em ở trên bọn em là uống như này không nhá cả nhà nhá. Không pha cồn, pha giết gì đâu nhá. Em mời cả nhà nhá. Lên tiểu. Bảo ông uống cùng ông uống. Uống một thổi. Nóng cả nhà, nóng. Uống rượu nóng này hơi cảm giác nó hơi mạnh mạnh ấy. Khi nào nó nguội thì uống nó thơm lắm cả nhà, thơm lắm. Thơm gạo ấy, gạo nếp. Gạo nếp vào bọn em làm lấy luôn ấy. Thì hôm nay em sẽ xin mua lại của bà một con ngan nhé cả nhà nhé. Con ngan hay con vịt đấy bà, cho con nào đấy bà? Con ngan hay con vịt? Con vịt á? Để ngan con to kia đi. Bà lại không muốn bán, mình cứ gạ. Thích ăn thịt ngan cả nhà. Ôi rồi con này chắc ngon lắm đây này. Mà bà để làm giống. Ấy dạ. Rồi bắt con ngan đây nhá cả nhà nhá. Mình gả mãi bà cho một con đây này. Húp. Ơ. Xinh, xinh quá bắt em đi. Xinh. Bắt em đi. Bắt lại ba. Đấy, lại đâu. Được rồi. Là hết à? Cân xem. Bà bảo họ hỏi mua suốt không bán đây. Em hỏi phát cho bán luôn. Mấy cân em xin? 3,5 cân à? Rồi ok. Bọn em sẽ làm sạch sẽ ở đây nhé mọi người nhé. Tí sẽ về làm ăn ở nhà luôn. Mình sẽ làm ở đây đợi nồi rượu của em xinh luôn nhá. Cân rồi quá, cân ở trong kia rồi quá. Đấy, chuẩn mà 3,5 cân. Trong kia cũng chả 3,5 cân. Bán đi. Đúng rồi, 3,5 cân.
3,4 cân. 3,4 cân đó. 5,9 cân. Rồi, thế được rồi. Và sáng 1 hốc. Dạ. Con đi là 3 cân sống. Báo đây đi, đi là 3 cân pét, đi là 3 cân lúc đi ra. Đi là 3 cân hốc đi rồi. Đi để 3 cân hốc không biết đi. Ủa chắc 3 cân pét nó có gì, để 6 cân nó có gì. 3 cân xí. Xem nào, cãi nhau suốt đi. Bịt bớt luôn đi ba. 3 cân xí. 3 cân tư. Đừng bịt luôn đi ba. Vừa trông nồi rượu vừa được bổ ngan thế này nhất rồi em sinh nhỉ. Quá sướng rồi. Quá sướng đúng không? Vừa ngắm rượu. Vừa nấu rượu vừa có thịt để nhắm. Nhưng mà thiếu đàn ông. Thiếu anh mới. Thiếu anh mới, em xin hỏi thế. Ước gì có anh mới nhắm cùng thì nhất rồi. Chỉ có hoa đi, cô hoa đi, hoa đi tìm thôi. Vừa xong hết rồi em đi về nấu cơm. Con cảm ơn ông bà nhá. Con xin nhá. Tôi kinh khảo kinh ngay cái làn thôi em. Ừ. Ừ. Có bài nữa xin nữa. Măng chua nhé cả nhà nhé. Đây là lọ măng chua của nhà em. Đây là lọ 3 cân nhé mọi người nhé. Mọi người đặt măng chua thì em sẽ cho vào lọ để gửi cho mọi người. Măng chua thì mình sẽ canh với thịt ngan, thịt gà các kiểu rất là ngon nhé cả nhà nhé. Ăn với cá, canh cá. Mình sẽ luộc ăn. Nước của nó mình sẽ canh măng chua. Đây là măng chua mình sẽ vắt nhé cả nhà nhé. Cái này măng chua từ năm ngoái thì nó sẽ chua thì mình sẽ vắt mạnh như này. Mình sẽ vắt mạnh. Nếu mà mọi người không thích ăn chua mấy thì mình có thể cho nước lọc vào vắt lại nhé cả nhà nhé. Thế là canh hoặc xào, xào cũng được, canh cũng được. Chín rồi nhé cả nhà nhé. Lúc chín hết rồi em xin làm tiết canh. Đánh tiết canh đây, mùi của tiết canh đây. Lấy lòng của nó nhé cả nhà nhé. Rau thơm, ớt, tỏi. Na ớt. Út chào cả nhà. Chào bà chưa? Và đội bà ngoại trong nhà chưa? Chào hết rồi. Chào mọi người nhá. Mình mới đi học về. Ây da, mình đi học về à Minh? Mình mới đi học về, mình mệt lắm. Mình đói. Mình đi làm cơm đi, tí ăn. Đây là có bà nội, bà ngoại nhé mọi người nhá. Đây là bà ngoại của em, đây là bà nội Diệp đấy ạ. Hôm nay có hai bà nội, bà ngoại ăn cơm cùng gia đình em nhá. Nào em, sao bà tang em nào này. Sao bà tang nào này. Ôi, bà nội bà ngoại cứ ngại lên hình. Cho bà ngồi gần nhau mà. Bà nội bà ngoại ngồi gần nhau mà. Út sang. Út sang bên này. Ôi, thôi ngồi đi. Ngồi đi. Có tiếc canh em xin có đông không đây? Em xin lần nào cũng làm lỗi. Nó luôn trước rồi mà. Tiếc canh em xin đấy. Canh măng chua nhá cả nhà nhá. Đây, ngon lắm. Cà pháo nộm. Úi dồi, bột ta cái này. Hà nó mất em đấy, chúc sức khỏe mẹ nhá. Ừ, Hà đấy. Ừ, chân đi. Hà biết đâu em ơi. Sức khỏe mọi người nhá. Hà đấy em. Con đi đấy, phải lại ngân ngày em. Hà hắn thỉnh sao. Một quý cả Hà hắn, ép thử rồi nhá. Rồi. Úi dồi, bia hình như thế này. Hà ép thử rồi, đẩy bác phải tớ hơn cho em. Ừ, chân đi. Đúng, tao ăn cơm đi. Ăn đi, con mời các bà ăn đi. Kín em, Diệp kia phải em ngủ, em thảo em ngủ thuật đấy. Con mời. Con mời. Con mời.
nhớ này. Đi tấn nữa. Nhớ này, này không như này. Ơ. Kỷ niệm của Thuận. Nhìn đây, em phụ đây. Ừ. Đấy, Út ơi, mời chưa? Mời các bà chưa? Mời cả nhà chưa? Ăn đi. Cứ lên, lấy cái đùi Út kìa, lấy đi. Thôi, trên lậu kì đi. Con ha mạc dưới chết. Kì nữa. Anh mang chuồng con. Sao? Ngon không? Xếp lo. Người mất. Bắt ra để tắt sẽ đây. Tắt quạt nè. Thôi thì nhau. Cháu đi đi đi. Tắt nói rồi đấy à. Bây giờ lo. Chỉ có lo có tàu khẽ này. Trên đây. Cháu mới xin cái lạnh. Cái lạnh. Cái lạnh. Dẹp đi khẩu cứ phải cái làng thế đấy à. Quay đi. Khẩu đâu quay quay đi. Khẩu cái làng thế đấy. Khẩu cái làng thế đấy. Quay kiến khẩu tới xưa vậy em. Khẩu cái làng. Khẩu cái làng. Cả nhà nhé, mà chẩm chéo gan nhé, cả nhà nhé, chẩm chéo gan. Ngon lắm. Thịt gà chấm chẩm chéo gan. Trắng năm nay trắng diệt trên mà xinh à. Món canh bon mọi người ạ. Canh bon cho vào cá. Cá thối à. Và nồi vào thịt. Canh bon mọi người. Chết đừng bữa ướt. Mời cả nhà ăn tiết canh nhé. Ôi giời không đông mọi người ạ. Ăn tiết canh trộn đi. Tiết canh trộn của em Sinh. Mời cả nhà nhé. Không có kia đâu mẹ ơi. Không có. Ừ. Cái gì không có? Có sao? Hôm nay các mẹ ăn cơm cùng thấy vui hẳn lên cả nhà. Với vợ em xin phép tắt máy tại đây nhé cả nhà nhé. Cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem kênh của em, ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like, chia sẻ và đặt hàng giúp em nhé cả nhà nhé. Bây giờ em xin chào cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào mọi người.